Tích trò của đoàn Thừa Thiên Huế xin phép được bắt đầu với lễ hội Azakoin. Kịch bản nghệ nhân ưu tú Ta Dư Tư sàn dựng Adel Thùy Linh kính mời ban tổ chức, ban giám khảo cùng quý vị khán giả thưởng thức. Azakoin là lễ hội lớn của dân tộc Paco. Để tạ ơn các vị thần linh đã ban tặng đất đai màu mỡ, dòng nước ngọt lành, mưa thuận gió hòa và cầu mong cha nhà nhà người Paco được mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no thịnh vượng sung túc hơn. Sau đây, chúng tôi xin được trích đoạn nghi thức chính trong lễ hội Azakoin. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bạn, vào những ngày cuối cùng của tháng 12 dương lịch, tháng chuyển giao của đất trời, tháng của hội tụ tình người, sương sáng núi rừng chưa kịp tan, từ các nẻo đường quanh co dốc đồi, các gia đình dòng họ người Paco rực rỡ sắc phục lễ hội truyền thống, cùng nét mặt rạng ngời, tay nâng niu từng mâm cỗ của gia đình họ tộc nhà mình, háo hức tiến vào ngôi nhà chung tơ đắc, trái tim của làng dâng lên những mâm cỗ thơm ngon đến các vị giàng, thần linh trong ngày hội Azakoin. Có dọc tung su để có hình bè kè căn bàn chiêm cho đồng áp bằng áo vui cái cháu để có hình buộc tội rô đột tiền biển cho tội đục ruộng á lưỡi ơi giang kia chưa cái con. Để thể hiện sự tôn ti trật tử trong làng bản, người Paco có những quy định rõ ràng trong nghi thức dâm mâm cỗ vào mong chung của làng. Dòng họ nào là bản xứ chính chủ của làng thì dòng họ đó phải dâng mâm cỗ vào trước và các dòng họ tiếp theo lần lượt tuần tự để bè để cùng là giang cái địa cầu rồng trong tâm bơm để cùng bè kia chưa hoa cái châu. Nổ tiếng đầu hướng mặt trời mọc, cầu cho hồn mẹ lúa, ngô, bầu, bí về với cái nương cái rẫy, không được lưu lạc cho con cháu làng bản mùa màng bội thu được sung túc no đủ hơn. Nổ tiếng hai hướng mặt trời lặn, cầu cho hồn của cải tiền bạc đầy nhà, đi vùng Lào cầu mua được nhiều trâu, bò, dê, voi, đi vùng xứ người bạn dân tộc Tà Ôi mua và đổi được nhiều khố váy rèn đẹp bền, xuống đồng bằng cầu mua được nhiều cồng chiêng chung chóe quý. Hôm nay chung rượu bình ước đã được mở, hội Azakoin đã chính thức. Xin mời các vị giang trời, đất, cây, cỏ, nắng mưa, lửa, xung đất, mẹ lúa cùng các giống cây trồng hãy xuống đây cùng chung vui với con cháu làng bản. Con gà bánh á quát chín mềm thơm xin mời giảng ăn, các loại rượu nồng say đã được mở sẵn xin mời giảng uống cho con cháu vui lòng. Cúng giảng Adel đã có công mày nhặt hình hài con người, tạo nên các loại giống cây trồng vật nuôi, điều hòa khí hậu cho mùa màng tốt tươi bội thu, đã ban cho lớp đất mùn màu mỡ và các mẹ lúa, ngô, bầu, bí đã sinh sôi nảy nở, nuôi dưỡng con cháu làng bản sung túc no đủ. Cúng giảng xứ đã ban tặng cho con cháu làng bản dòng sông, con suối mát rượi, con cá ngọt lành, mây gió mát mẻ điều hòa khí trời, đất đai màu mỡ, cây cối tốt tươi, lửa sưởi ấm mùa đông nấu chín món ăn thức uống, tiêu rủi cây cỏ tạo lớp cho màu mỡ,
thổ nhưỡng đất đai cho lúa hạt ngô liền đây không coi cho hạt hồi tụ vị thơm để cô bộ cái lưng trên đường kẹ căn ban chiêm cho nên một bên lùng và chiêng bên lưng vàng hè ở nơi có vùng hiệp bè ruột của tiệc hè ơi Giang ơi cúng Giang linh hồn người đã khuất dù âm dương cách biệt nhưng vẫn sức son vẹn nguyên cầu xin linh hồn phù hộ cho dân làng yên bình hạnh phúc cúng Giang buôn bán muốn mặc rèn thì hãy ngược lên tả ôi muốn cầm cái rửa thì hãy xuôi về đồng bằng tạ ơn vị thần che chở phù hộ cho người Paco trong việc buôn bán trao đổi hàng hóa và cầu mong năm tới việc đi buôn được suôn sẻ may mắn hơn cúng Giang bạn mình đã cai quản tính mạng con người luôn sát cánh với con người từ khi lớn lên cho đến cuối đời tạ ơn công đức ban tặng mạng người sức khỏe trường thọ đồng thời cầu xin thần ban tặng cho con cái cháu chắt và che chở khỏi ốm đau bệnh tật không vô sinh hiếm muộn để gia đình làng bản được vui vầy hạnh phúc cúng Giang nhà cửa sân vườn đã che chở mưa nắng gió tránh ma quỷ tránh rét bảo vệ tổ ấm cho con người mang lại hạnh phúc bình yên hòa thuận hiếu thảo giữa các thành viên trong gia đình ơi già các nhà cầu thủ tổng hợp cơn nhôn bốn cha ca châu kia chưa o để còn là cho là bình xuân quay chia cặp tạ điện tu hữu hóa cho cho nên buộc tội rôn điện biên cho tội đúng cuồng lưỡi ơi già cúng Giang thần vật nuôi tạ ơn thần đã ban tặng cho con cháu làng bản nhiều vật nuôi cho làng bản được sung túc no đủ cầu mong cho vật nuôi không ốm yếu dịch bệnh cho gia đình làng bản tăng thêm của cải giàu có hơn tiếp theo là lễ ngủ đêm a gia ơi cái chào đi a kia có vật nuôi lại thì pe ao thì cá rệp jor thì có phục tạng cá cùi tụ không bao tâm mẹ giọt hơi tụ bị bị nhẹ pe a kia chào thì có chiêm mà giọt các con hãy ngủ đi ngủ một giấc thật say nồng để quên đi những nhọc nhằn của năm đã qua cùng mơ về năm mới mùa màng bội thu hơn lúa mới ra nắm từ tân non giờ đã chín thơm mùi cơm mới ngoài kia trời đã dần sáng các con ơi hãy thức dậy nào chúng ta cùng gáy vang tiếng gà gáy đầu tiên chào bình minh năm mới lễ ăn cơm mới ngoài kia trời đã dần sáng các con ơi hãy thức dậy ăn những hạt cơm thơm đầu tiên của năm mới mong các con khỏe mạnh bản làng sung túc yên vui mới đã sang muốn lên rừng phát nương làm rẫy cho mùa tới sẽ không còn lo sợ kiêng cử nữa bởi vì lễ hội a gia coin đã diễn ra suôn sẻ tốt đẹp các vị giang thần linh đã cho phép lên rừng xuống suối phát nương làm rẫy kính thưa quý vị và các bạn lễ hội a gia coin truyền thống vẫn được gìn giữ lưu truyền rộn ràng khắp làng bản người Paco a gia coin của người Paco đã được đảng nhà nước bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đó là niềm vinh hạnh rất lớn của các thành viên đối với cộng đồng người Paco và là niềm vui chung cho các dân tộc anh em ta ơi cơ tù bài hình miệng bay với tập trọn như bay nhịp được mùa tới đông trên mảnh đất chấp thi vật nuôi trời thiên huế thân yêu mình đẹp vì bụi em của tất cả các
em lừa bao ơn đến quý vị.